Chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi chiều cùng với Quang Nhật và Ngọc Quỳnh. Và ngay sau đây là phần tin Việt Nam và giải trí, mở đầu với Quang Nhật. Kính thưa quý vị, mở đầu là phần tin Việt Nam. Tin 31.8 triệu người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tính đến tháng 9 2020 thì Việt Nam có 31.8 triệu người bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch COVID-19. Và truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam vào ngày 6 tháng 10 dẫn thông tin vừa nêu từ cuộc họp báo của Tổng cục Thống kê diễn ra trong cùng ngày. Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động bà Vũ Thị Thu Thủy tại buổi họp báo hôm 6 tháng 10 cho biết, trong 9 tháng năm 2020, có 31,8 triệu người từ 18 tuổi trở lên ở tại Việt Nam bị tác động bởi dịch COVID-19, bao gồm là mất việc, giảm giờ làm việc, giảm thu nhập. Trong đó có 14% bị tạm nghỉ việc và tương đương 70% người lao động bị giảm thu nhập. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị trong 9 tháng năm 2020 là cao nhất so với cùng kỳ của 10 năm qua. Điển hình là tại Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2020 thì có hơn 165.000 người bị mất việc làm. Và trong khi đó thì tỉnh Hòa Bình cho biết sẽ gỡ khẩu hiệu 11 chữ đã làm tốn hơn 10 tỷ đồng. Sau khi bị dư luận chỉ trích thì nhà lãnh đạo tỉnh Hòa Bình vào hôm 6 tháng 10 đã lên tiếng thừa nhận với báo chí trong nước việc tháo gỡ 11 chữ nhằm tung hô Hồ Chí Minh đang được lắp đặt trên đồi Ông Tượng ở tỉnh này. Báo trong nước trích lời bà Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở Văn hóa Hòa Bình cho biết là đơn vị thi công đã tháo dỡ các chữ cái và tạm ngừng thi công dự án này. Trước đó, thì báo chí nhà nước và mạng xã hội có các bài viết về việc tỉnh nghèo Hòa Bình đã phê duyệt việc lắp đặt khẩu hiệu 11 chữ cái nhưng lại tốn hơn 10 tỷ đồng. Vào ngày 28 tháng 9, thì lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã có công văn yêu cầu các sở ngành của địa phương làm rõ phản ánh về dự án lắp khẩu hiệu 11 chữ tốn kém này. Bà Niềm cho báo chí viết, việc lắp đặt khẩu hiệu ở khu vực này là rất cần thiết vì đây là nơi tập trung nhiều công trình quan trọng bậc nhất của tỉnh. Bà Niềm giải thích việc chi phí đắt đỏ là do địa hình núi cao của việc vận chuyển các vật liệu đều làm bằng thủ công. Vẫn là tin Việt Nam, công chúng Việt Nam bất bình về chi tiêu cho đại hội đảng ở một số tỉnh. Gần một tuần nay, dư luận Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội sự bất bình về việc là nhiều tỉnh chi hàng tỷ đồng mua trang phục, quà lưu niệm hoặc là phụ kiện để phục vụ cho các đại biểu dự đại hội đảng cấp địa phương. Tiếng nói của dư luận vang lên khi truyền thông nhà nước liên tục đưa tin cho hay một loạt các tỉnh từ Bắc chí Nam chi hoặc lên kế hoạch chi từ 1 đến hơn 2 tỷ đồng mỗi tỉnh để cung cấp đồ dùng, quà cáp cho đại biểu. Tin cho hay Ninh Bình đã chi 1 tỷ đồng mua cặp đựng tài liệu cho đại biểu dự đại hội đảng bộ tỉnh Ninh Bình. Tương tự như tại Hà Tĩnh đã chi hơn 2 tỷ đồng mua 700 chiếc cặp da đựng tài liệu để phục vụ công tác tổ chức đại hội đảng bộ tỉnh. Khi các tin tức về việc mua sắm hoặc các kế hoạch chi tiêu nêu trên được đưa ra bàn luận trong các diễn đàn mạng xã hội, thì có rất nhiều người chỉ trích, thậm chí lên án đầy giận dữ. Có không ít người thì gọi đại hội đảng ở các tỉnh là những đại hội ký sinh trùng cấp tỉnh, và những người liên quan là một lũ ký sinh trùng hút máu dân đen. Phần tin Việt Nam, thưa quý vị, dự báo áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ vào miền Trung và lũ lụt ở miền Bắc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa dự báo một trận áp thấp nhiệt đới có khả năng đổ bộ vào miền Trung Việt Nam, gây mưa to và lũ lụt tại nhiều địa phương từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 10. Ngoài ra, thì do ảnh hưởng không khí lạnh, thì khu vực miền núi phía Bắc sẽ có mưa to, dẫn đến ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất từ ngày 7 đến 11 tháng 10. Truyền thông nhà nước loan tin hôm 6 tháng 10 cho biết là vùng áp thấp trên Biển Đông xuất hiện cách đảo Song Tử Tây khoảng 60 km phía Tây Bắc và di chuyển về phía Tây. Vùng áp thấp nhiệt đới dự kiến cách bờ biển từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 180 km vào lúc 7 giờ sáng ngày 7 tháng 10. Sức gió vùng tâm áp thấp mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9. Ủy ban Quốc gia chống thiên tai đã đưa ra thông báo tàu thuyền tránh vùng áp thấp trên biển, trên đất liền, chuẩn bị phương án di tản dân đến nơi an toàn, chủ động trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu vực thường xuyên có nguy cơ bị cô lập khi thiên tai xảy ra. Tiếp theo là tin xe Taycan do Hàn Quốc sản xuất được mệnh danh là loại xe bán chạy nhất tại Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, những người đam mê xe hơi thể thao nay đã chuyển hướng sang mua dòng xe vận hành bằng điện. Và đây cũng chính là lý do giúp cho dòng xe Electric Taycan do Porsche sản xuất mang về danh hiệu xe hơi bán chạy nhất trên toàn cõi quốc gia.
Mã lực của xe Taycan được cho là mạnh hơn nhiều so với dòng xe 911 Carrera trong tam cá nguyệt thứ 3 của năm 2020. Công ty đã bán hơn 1.800 xe Taycan vận hành bằng điện với mức giá khởi điểm trên 100.000 Mỹ Kim. Hoa Kỳ hiện đang là thị trường lớn thứ hai trên toàn cầu của Ford, chỉ đứng sau Trung Quốc. Và đây là bản tin cuối thưa quý vị. Tiền truyện Game of Thrones tuyển nam chính. Series House of the Dragon, tiền truyện là Game of Thrones, đã chọn Paddy Considine cho vai nam chính. Và theo Hollywood Reporter, thì ngày 5 tháng 10, HBO đã xác nhận Considine sẽ đóng vai Viserys Targaryen, anh trai của mẹ rồng Daenerys Targaryen. Và nam diễn viên 47 tuổi được biết đến với các series như The Outsider, Peaky Blinders House of the Dragon, lấy bối cảnh 300 năm trước series Games of Thrones xoay quanh dòng họ Targaryen. Và chiếu từ năm 2011 thì Games of Thrones đã thành hiện tượng toàn cầu, thu hút khán giả với câu chuyện tranh đoạt vương quyền ở địa giả tưởng. Và phim đã giành được 47 giải Emmy, trong đó thì có 4 giải cho series chính kịch xuất sắc. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin hàng ngày của đài CBN trên băng tần 14.5. Xin quý vị vẫn vui lòng tiếp tục theo dõi những bản tin cập nhật của chúng tôi với những tin tức mới nhất sẽ được phát hình vào lúc 9 giờ tối và 11 giờ tối cùng ngày hôm nay. Và một lần nữa kính chúc quý vị có một ngày thật bình an và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức như thường lệ. Kính chào quý vị.